Tao hứa mà tao sẽ ngồi yên đây. Tớ còn danh dự của mày, tao sẽ ngồi yên đây. Thế Thái mày có biết là trên CS Play có ứng dụng làm mát điện thoại không? Anh ra ngồi khẩu cá ngồi đi. What the fuck? Tao tên là mát cái gì đi? Tao không biết, nhưng mà nó có, tao từng xem một ứng dụng nó quảng cáo là... Ok, let's go. Ôi thôi tầm mệt rồi. Anh có chơi. Đã cầu đây. À em đây ạ. Tập sự với thầy. Em mình đuổi thầy đi. Mày cầu tôi đi thôi. Ok thôi. Đã cầu đi nhá. Mấy ca. Đã đi cầu đi nhá. Thôi anh em tao nghỉ nhá. Thôi, anh em tao nghỉ nhá. Tao chạy nhiều quá. Ok. Đá đi. Ăn mặc gì đâu nhá. Quay quần đi. Tao chơi bóng chuyền. Nên tao bị rách thôi. Cái chỗ hàng hỏi là bị đen đi sao ấy. Ừ. Thì nó bị dính vào cái quần của tao. Ui. Hàng giờ đã một mình. Em mẹ mồm đi được không? Ê Thái, hay là mày thử mày với Hương thử thi đá cầu đi, xe máy được nhiều quá. Ê Thái, hay là mày chơi thi đá cầu. Thi đá cầu á? Ừ. Tao chưa biết được là thi đá cầu như thế nào. Thì ai? Ơi. Rồi. Mày quá không có nói. Nhàm, chỉnh bóng lên. Tao nhớ đây là cái gì mà tao nói cái gì khó phải diện vô đường nước ngoài.